Hồi ký Nguyễn Kim Dần, bài thứ 13, Tội ác của Cộng sản Việt Nam. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Tôi xin kể một trường hợp tội ác của Cộng sản Việt Nam vi phạm những công ước quốc tế về chiến tranh bằng chứng để truy tố Cộng sản Việt Nam ra tòa án quốc tế. Tôi phục vụ tại tỉnh Phú Bổn từ đầu năm 1971 đến tháng 11 năm 1974 thì được chuyên chuyển về Sài Gòn theo đơn xin của tôi. Tỉnh Phú Bổn có 3 quận: Phú Thiện, quận gần tỉnh lỵ nhất, cách khoảng gần 20 cây số; quận Phú Túc, quận Thuần Mẫn. Hai quận này cách tỉnh lỵ đầu 40 cây số. Các vị quận trưởng của 3 quận này đều là người Thượng. Trước 1971 thì đều do người Kinh làm quận trưởng. Khi đánh bang Mây Thuộc ngày 10 tháng 3 năm 1975 thì Cộng sản Việt Nam đã chiếm quận Thuần Mẫn mấy ngày trước, vì là địa điểm chiến lược nếu muốn đánh bang Mây Thuộc. Quận trưởng quận Thuần Mẫn là đại úy Rema Uy chạy thoát và về được Sài Gòn. Quận trưởng Phú Thiện thì bị chết khi Cộng sản Việt Nam chiếm quận. Vị quận trưởng này là thiếu tá. Rất tiếc tôi quan tâm và không biết chi tiết về cái chết của vị thiếu tá này. Quận trưởng Phú Túc là một đại úy. Rất tiếc tôi cũng quan tâm, cũng chạy được về Sài Gòn. Ngoài ra, thượng nghị sĩ Crossroads quê ở Phú Bổn nhưng cũng chạy được về Sài Gòn. Tên người thượng rất khó nhớ. Khi miền Nam hoàn toàn lọt vào tay Cộng sản Việt Nam, tôi có tới thăm Trung tá Lò Văn Bảo, tạm cư ngụ tại nhà người quen trong cư xá Đào Bá Phước, đường Tô Hiến Thành, Sài Gòn. Trung tá Bảo là vị tỉnh trưởng lúc xảy ra cuộc triệt thoái cao nguyên. Trung tá Bảo có cho tôi những chi tiết như sau. Khi triệt thoái cao nguyên, quân đoàn 2 quân khu 2, Trung tá Bảo không nhận được bất cứ một lệnh nào từ quân khu, mạnh ai người đó lo. Trung tá Bảo có thuật lại là Trung tá Bảo và vài sĩ quan của tiểu khu đi băng ruộng dọc theo liên tỉnh lộ 7B và về được Tuy Hòa, tỉnh lỵ Phú Yên, và về được Sài Gòn. Tôi cố tìm Trung tá Bảo để tìm nguyên do cái chết của người bạn cùng khóa quốc gia hành chánh trút từ Pleiku vào Phú Bổn, Nguyễn Ngọc Lân, anh của Nguyễn Ngọc Liên, và chết khi Cộng sản Việt Nam pháo kích vào đoàn di tản liên tỉnh lộ 7B Chêu Reo Tuy Hòa. Lần thứ hai tôi đến thăm Trung tá Bảo khoảng đầu tháng 5 năm 1975. Trung tá Bảo có thuật lại một câu chuyện cho tôi nghe. Ông quận trưởng Phú Túc, ông quận trưởng Thuần Mẫn và ông thượng nghị sĩ Crossroads có đến thăm Trung tá Bảo với mục đích là xin một số tiền để mua vé xe đò trở lại Phú Bổn. Trung tá Bảo đã có quá nhiều kinh nghiệm với Cộng sản Việt Nam, cùng khóa với tướng Phạm Văn Phú, cùng binh chủng nhảy dù, cùng nhảy xuống Điện Biên Phủ và bị bắt làm tù binh khi Điện Biên Phủ thất thủ. Trung tá Bảo có khuyên ba người là đừng về lại Phú Bổn, rất nguy hiểm, hãy trình diện ở Sài Gòn. Nhưng ba người không nghe lời khuyên của Trung tá Bảo và nhất định xin tiền rồi về Phú Bổn. Trung tá Bảo không làm cách gì hơn là cho mỗi người một số tiền để cho họ trở lại Phú Bổn. Ít tuần sau, Trung tá Bảo và tôi đều được tin là khi ba người về tới Phú Bổn, Cộng sản Việt Nam đã đem giết ba người đó. Đây là một trường hợp Cộng sản Việt Nam đã không tôn trọng những điều chúng hứa hẹn. Về phương diện quốc tế thì đây là một sự vi phạm công ước quốc tế. Các ủy ban truy tố tội ác của Cộng sản Việt Nam có thể đem trường hợp này ra trước tòa án quốc tế và công luận thế giới. Trung tá Bảo sau mười mấy năm đi tù, hiện nay định cư tại Hoa Kỳ. Hết. Bài thứ 14. Nửa ngày nói chuyện với ông Ngô Đình Cẩn, bào đệ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trước khi vào đề tài, tôi xin có vài lời thưa trước với các anh chị. Một, đọc đề tài trên đây, mọi người đừng kỳ vọng là sẽ được biết những điều bí mật hấp dẫn. Thực ra những điều tôi sẽ viết chắc mọi người cũng đã biết qua báo chí, không có gì mới lạ. Hai, dù câu chuyện đã xảy ra năm 1961, một thời gian khá lâu,
Nhưng tôi còn nhớ rất rõ ràng, dù đang ở vào tuổi hoàng hôn của cuộc đời. Ba, tôi sẽ trình bày rất trung thực, vô tư, những điều tai nghe mắt thấy và bài hồi ký sẽ rất ngắn. Bốn, những nhân chứng thì có người đã chết và nhiều người còn sống. Tôi thi đậu vào Ban đốc sự khóa 8 Học viện Quốc gia Hành chánh năm 1960 đến năm 1961. Sau khi thi lên lớp, học hết năm thứ nhất, chúng tôi được nghỉ hè khoảng 2 tháng rồi sẽ bắt đầu học năm thứ hai. Tôi còn nhớ rõ vào khoảng cuối tháng 6 năm 1961, thời gian đang nghỉ hè, một người bạn cùng khóa tên Nguyễn Hữu Đức, hiện cư ngụ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, đến rủ tôi đi Huế chơi mà điều kiện anh đưa ra rất dễ dàng. Tôi chỉ bỏ 250 đồng mua vé xe lửa ra Huế, còn ăn ở khoảng trên 10 ngày ở Huế, sẽ có người lo cho hết. Tất nhiên tôi nhận lời liền vì đây là cơ hội để biết Huế. Thực tế tôi cũng không phải bỏ 250 đồng để mua vé xe lửa. Rồi anh hẹn ngày giờ ra bến xe lửa Sài Gòn. Đúng ngày giờ hẹn tôi ra bến xe. Tôi ngạc nhiên vì thấy có thêm anh Trần Minh Giao, hiện cư ngụ tại Honolulu, Hawaii, cũng là bạn cùng lớp ở quốc gia hành chánh. Như vậy nhóm chúng tôi có 3 người. Xe lửa từ Sài Gòn ra Huế có ngừng lại ở những ga chánh để cho khách lên xuống. Đường xe lửa lúc đó có an ninh nên xe lửa chạy suốt đêm. Tôi cũng không biết rõ là xe lửa chạy bao nhiêu giờ thì tới Huế. Khi xe lửa tới ga chót là Huế, vào buổi sáng khoảng 9-10 giờ, từ trong xe lửa tôi nhìn ra ngoài, tôi vô cùng ngạc nhiên vì chúng tôi nhận ra có khoảng độ trên 15 người cũng là bạn cùng khóa 8 quốc gia hành chánh với tôi. Họ ra đón chúng tôi. Chúng tôi 3 người xuống xe lửa và được đưa lên một chiếc xe microbus cùng với hơn 15 người đã ra đón. Xe đưa chúng tôi về một ngôi biệt thự gồm 2 tầng nằm cách sông Hương khoảng 300 thước. Đó là nơi chúng tôi cư ngụ suốt thời gian ở Huế. Sau khi đã ổn định nơi cư ngụ, tôi bắt đầu tìm hiểu đây là tổ chức nào. Mục đích của tổ chức này là cố gắng ôn lại những gì ở Học viện Quốc gia Hành chánh trong khóa 8 của tôi. Khi bắt đầu khai mạc năm học đầu, tôi được biết có một sinh viên gốc công chức, nghe nói là người của ông Ngô Đình Cẩn. Tất nhiên anh này lớn tuổi hơn các bạn cùng khóa. Qua 1 năm học, tôi chỉ biết anh ta và không bao giờ nói chuyện với anh, vì tính tôi không thích bợ đỡ. Anh ta tên là Nguyễn Hòe. Tuy không nói chuyện với nhau, nhưng qua 1 năm học chung thì chúng tôi đều biết cá tính, nhân cách và sức học của nhau. Nghe nói Nguyễn Hòe có qua Mỹ định cư tại Houston, Texas, và đã chết cách đây ít năm. Từ những yếu tố đó tôi suy ra một nhận định. Đây là tổ chức cần lao nhân vị của ông Ngô Đình Cẩn. Ông Cẩn muốn có một số cán bộ cần lao do chính ông tổ chức qua bàn tay của Nguyễn Hòe. Đặc biệt trong nhóm ra Huế này không có Nguyễn Hòe đi chung. Tôi cũng chẳng biết ai là người chỉ huy nhóm. Chương trình của chúng tôi là sáng đi ăn sáng tại nhà hàng Thuận Hòa dưới chân cầu Tràng Tiền. Trưa chiều đều tới đó dùng cơm. Đặc biệt sáng ăn cơm ta thì chiều ăn cơm Tây, cứ như vậy mà thay đổi. Chúng tôi có chương trình như đi thăm mộ cụ Phan Bội Châu, thăm các lăng tẩm ở Huế, vào thăm xã giao ông tỉnh trưởng kiêm thị trưởng Huế và Thừa Thiên. Lúc đó hoàn toàn là dân sự, không có nhà binh nắm quyền. Đặc biệt là dự lễ duyệt binh ngày Song Thất, ngày Thủ tướng Ngô Đình Diệm chính thức cầm quyền trên bờ sông Hương. Anh Nguyễn Hòe rớt xuống khóa 9 sau 1 năm học. Để thêm chi tiết chắc chắn khi viết bài hồi ký này, tôi có gọi điện thoại cho anh Trần Minh Giao, người cùng với tôi ra Huế. Anh Trần Minh Giao cho biết thêm chi tiết. Anh Nguyễn Hòe vào quốc gia hành chánh khóa 8 mà không phải thi, do phụ tổng thống gửi trực tiếp. Anh Hòe rớt xuống khóa 9 để tổ chức cán bộ cần lao như đang làm ở khóa 8. Học viện Quốc gia Hành chánh thời đó trực thuộc phủ tổng thống, mà không trực thuộc một bộ nào. Khóa 8 của chúng tôi có 100 sinh viên thi tuyển, có khoảng 12 người từ khóa 7 học lại, vì nhiều lý do như rớt qua kỳ thi lên lớp hay bệnh hoạn. Ngoài ra có 3 vị đại quý,
do Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua theo học. Các vị này tất nhiên phải có bằng tú tài và không qua cuộc thi tuyển. Đại quý Nhu, đại quý Hoài thuộc bộ binh, đại quý Đằng thuộc không quân. Tổng cộng khóa 8 có khoảng 115 sinh viên khi khai giảng. Năm 1963 thi tốt nghiệp thì chỉ còn có 77 người được chấm đậu. Như vậy số rớt quá nhiều. Theo điều lệ của học viện thì trong 3 năm học, chỉ được rớt một lần, nếu rớt lần thứ hai là ra khỏi trường. Nói thêm là ba vị đại quý học chung với chúng tôi đều đã lớn tuổi học rất khá, nhưng khi ra trường không được cấp bằng mà chỉ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Ba vị đại quý có khiếu nại nhưng được học viện trả lời là vì không qua cuộc thi tuyển nên chỉ được cấp chứng chỉ. Sau khi tốt nghiệp, ba vị đại quý này trở lại quân đội và đến 30 tháng 4 năm 75 thì đều đã lên đại tá. Hình như có một người đã chết, anh Đằng. Tôi không rõ anh Nguyễn Hòa, không phải thi tuyển khi tốt nghiệp được cấp chứng chỉ hay được cấp bằng. Rồi một ngày, anh Đức, trưởng toán của tôi, thông báo là sẽ đi gặp cố vấn chỉ đạo miền Trung Ngô Đình Cẩn trong vài ngày nữa. Đây là điều tôi cũng không ngạc nhiên, vì tôi đã đoán khi tới Huế là cuộc đi này do nhóm cần lao nhân vị của ông Ngô Đình Cẩn tổ chức. Tôi có hỏi anh Đức là ăn mặc như thế nào. Anh Đức nói là áo sơ mi trắng, tay dài, quần đậm, thắt cà vạt. Khi đi tôi chỉ đem hành trang đơn giản mà không có cà vạt, hay một chiếc áo sơ mi tay dài. Vì anh Đức hoàn toàn giữ bí mật cũng như chi tiết chương trình của cuộc đi ra Huế. Vì có nhiều thời giờ rảnh rỗi, nên tôi đi chợ Đông Ba, mua một chiếc áo sơ mi may sẵn, tay dài màu trắng, có thể đeo cà vạt được. Còn cà vạt thì tôi mượn một người bạn trong nhóm. Vậy hôm sau, chúng tôi được thông báo là sau khi ăn cơm trưa xong, chúng tôi sẽ đi Thuận An, một bờ biển cách Huế khoảng 20 cây số để gặp ông Cẩn. Chúng tôi đến Thuận An lúc 1:30 trưa cùng ngày. Rất tiếc tôi không nhớ được ngày đó. Xe ngừng lại trước một căn nhà bằng tre, nứa, lập tôn trên mặt nước biển độ một thước, tức là nhà thủy tạ, nơi cư ngụ của ông Ngô Đình Cẩn. Căn nhà có vài phòng cũng không có gì là bề thế. Muốn đi vào, phải đi qua một cây cầu làm bằng tre dài độ 6-7 thước, bề ngang khoảng một thước rưỡi. Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng diện tích độ 20 thước vuông. Chờ độ 5 phút thì ông Cẩn từ một căn phòng đi ra. Ông mặc bộ đồ bà ba màu mỡ gà, như các báo đã đăng. Một người trong nhóm chúng tôi, có lẽ là họ đã tổ chức, cầm một bó hoa lớn trao tặng ông Cẩn. Sau đó họ hát một bài, độ 10 người hát, mà tôi cũng không nhớ một lời nào của bài hát, chỉ nhớ là một thể nhạc hùng. Chúng tôi gọi ông Cẩn là cậu, xưng tôi. Sau đó chúng tôi ngồi xuống sàn nhà bằng tre, tôi cố tình nghe xem ông Cẩn sẽ nói gì vì đây là cơ hội thật hiếm có. Vì qua báo chí cho biết, nói gặp ông Cẩn rất khó và phải khúm núm vân vân. Chúng tôi quả thật đi vào rất thoải mái và tự nhiên, không hề có sự sợ hãi hay khúm núm gì cả. Ông Cẩn bắt đầu nói chuyện, giọng khó nghe và nói nhỏ. Tôi cố gắng để lắng nghe xem ông Cẩn nói cái gì. Như các báo đã tường thuật, ông Cẩn hút thuốc lá basto xanh hay thuốc rê, bên cạnh là khai trầu. Ông nói chuyện đến khoảng 6:30 chiều thì ngưng lại ăn cơm chiều. Cái cầu nhỏ đường ra vô được kê mấy cái bàn thấp, và chúng tôi ngồi cùng ăn cơm với ông Cẩn. Món ăn là món Huế, có rượu bia, trong lúc ăn ông Cẩn cũng nói chuyện. Cuộc nói chuyện với ông Cẩn chấm dứt vào lúc 9 giờ tối và chúng tôi ra về. Tính ra chúng tôi đã được nghe ông nói chuyện trong 7 giờ. Nhưng nếu ai hỏi chúng tôi là ông Cẩn đã nói gì thì quả thật chúng tôi không thu lượm được gì. Những lời ông nói, cố gắng mãi cá nhân tôi ghi nhận được hai điều. Một, ông Cẩn nói là chúng ta phải có một tổ chức như Đảng Hắc Long ở bên Nhật. Tôi cũng không biết Đảng Hắc Long của Nhật ra sao. Hai, ông Cẩn tiết lộ là miền Nam có thả biệt kích ra Bắc để hoạt động. Có một người trong nhóm hỏi, thấy lấy gì mà sanh sống? Ông Cẩn trả lời là có đem theo thuốc phiện để bán.
Tóm lại, tôi chỉ nhớ có hai điều mà ông Cận nói trong cuộc gặp gỡ suốt 7 giờ. Để cho chắc chắn về nhận xét của mình, tôi có hỏi vài bạn trong nhóm là anh có biết ông Cận nói gì trong suốt thời gian dài đó không? Các người bạn cũng thất vọng như tôi và trả lời cũng không biết ông Cận nói cái gì. Sau khi gặp ông Cẩn, coi như cuộc đi Huế của chúng tôi chấm dứt. Vài ngày sau, chúng tôi dùng xe microbus đi Đà Nẵng, cư ngụ tại một khách sạn và được ông thị trưởng Đà Nẵng đón tiếp bằng một bữa ăn sáng. Từ Đà Nẵng, chúng tôi về Sài Gòn, chia làm nhiều nhóm bằng nhiều phương tiện khác nhau, có lẽ để giữ bí mật. Nhóm tôi gồm 3 người như lúc khởi hành từ Sài Gòn. Và chúng tôi có ghé lại Nha Trang 3 ngày rồi mới đi xe lửa về Sài Gòn. Về Sài Gòn, tôi thuật lại câu chuyện đi Huế cho một người bạn thân. Tất nhiên người này không trong nhóm đi Huế. Người bạn có khuyên tôi thử vào tổ chức này xem sao. Nhưng tôi trả lời thuyền đua thì lái cũng đua. Làm sao mà ông Cần có khả năng lãnh đạo được? Tôi cũng không rõ nhóm này có ai vào đảng Cần Lao hay không. Vì khóa 8 của chúng tôi phải ra Đồng Đế Nha Trang học quân sự từ tháng 5 năm 1963 đến tháng 12 năm 1963. Nên lúc đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm thì chúng tôi đang học quân sự ở Nha Trang. Hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã bị giết chết ngày 2 tháng 11 năm 1963. Sau đó ông Ngô Đình Cẩn cũng bị đưa ra tòa và bị kết án tử hình. Đơn ân xá bị bác và bản án tử hình được thi hành ngày 9 tháng 5 năm 1964, lúc 18:20 tại khám Chí Hòa. Hết. Hồi ký của Nguyễn Kim Dần đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.